Trang phục thi đấu năm 2023 của đội tuyển Việt Nam làm từ chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường. Ở kỳ AFF Cup 2022 sắp tới cũng như các giải đấu trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục thi đấu sang xịn, vừa ngầu vừa bảo vệ môi trường. Ngày 18 tháng 11, VFF cùng nhà tài trợ trang phục cho các đội tuyển Việt Nam. Ransport đã công bố mẫu áo đấu mới cho đội tuyển Việt Nam năm 2023. Văn Hậu, Hùng Dũng, Công Phượng, Tuấn Hải và Lâm cùng nhau khoe dáng cực ngầu trong mẫu áo mới. Điểm nổi bật của mẫu áo đấu mới là chúng được làm từ chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường theo xu hướng chung trên toàn cầu. Dự kiến, hơn 300.000 chai nhựa sẽ được phân loại và tái chế để sản xuất trang phục thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Hiện đang là đối tác của Ransport, chiến dịch sản xuất xanh này vừa tiết kiệm việc sử dụng những vật liệu thô, vừa giảm tiêu thụ năng lượng trong sản xuất so với chất liệu polyester thông thường. Nhà sản xuất cũng chú trọng tới công nghệ dệt, định hình để có mẫu áo đấu với trọng lượng trung bình, nhẹ hơn 15% và thoáng khí hơn tới 30% so với những mẫu thiết kế trước đây, giúp các vận động viên hoạt động thoải mái hơn. Ngoài ra, thiết kế của áo đặc biệt hướng tới kỷ niệm 5 năm đội tuyển U23 Việt Nam, tạo nên kỳ tích ở Thường Châu với ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Không thể thiếu biểu tượng ngôi sao với ý nghĩa lan tỏa tinh thần đoàn kết, kiên cường của con người Việt Nam, cờ Việt Nam cùng huy hiệu chiến binh trên cổ áo. Bộ phông tên và số cũng có được thiết kế riêng mang lại cảm giác ấn tượng và thời thượng.